Vy ơi, kẹo hoa Vy ơi. Một phòng, hai phòng, ba phòng. Ôi, đẹp quá. Ôi, sao lại biết mình thích màu đỏ vậy chứ? Thật là tâm lý. Chú ơi, hồi đó giờ chú có được ai tặng hoa chưa? Hay chú có tặng hoa cho ai chưa? Chú ơi, không biết chú có biết ý nghĩa về bông hoa hồng không ta? Hay là hoa cẩm chướng, chú có biết ý nghĩa của nó không? Trời ơi, con là con yêu hoa lắm á. Nhưng mà con nhìn thấy chú á, con nghĩ là chú chỉ biết ý nghĩa chạy bông dạng thọ thôi đúng không? Trời ơi, thích quá. Alo. Cái gì? Mất hả? Bạn ơi, tôi chia buồn với bạn nha bạn. Rồi 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 rồi. Rồi tôi sẽ thu xếp. Vậy nha bạn. Con. Dạ. Bông đẹp thiệt á. Dạ. Chỗ này có người ship tới tận chỗ luôn hả? Dạ. Cho chú số điện thoại được không? Ủa chi vậy chú? Dượng của thằng bạn chú mới mất, 106 tuổi, ra đi đột ngột quá. Cho chú xin số điện thoại đi, chú muốn đặt vòng hoa điếu gửi về dưới. Trời đất ơi, vô duyên. Ủa cái gì vậy trời? Nghĩa tử là nghĩa tận mà con. Gì vậy? Em nói đưa em về tới đây được rồi, anh về đi. Thì em lên nhà đi cho anh an tâm. Với lại nhớ thuốc anh mua nha. Trời ơi, về đi. Người ta thấy kỳ lắm. Đâu có ai đâu mà. Sao đâu. Ủa? Gì vậy? Anh Tùng. Chú. Ờ. À, thôi, về nha. Ủa? Em? Cái sao gì vậy? Sao tự nhiên? Gì á? Ủa? Sao vậy? Dạ. Sao níu kéo nhau vậy? Có gì đâu, đồng nghiệp mà chú. Đồng nghiệp mà níu kéo nhau vậy hả? Đồng nghiệp thôi mà, đâu có gì đâu chú. Có ai nói gì đâu. Tôi hỏi sao níu kéo, đâu cần giải thích sâu xa dữ vậy. Thôi tôi hiểu mà, trời ơi 22 tuổi rồi, có quyền níu kéo nhau chứ. Chào tôi nha. Dạ. Chú. Gì? Chú nói gì vậy? Người ta gửi gắm không được hả? Sao lúc đầu mới vô công ty tôi gửi gắm không nói, giờ tôi gửi gắm nói là sao? Ngộ hả? Chào tôi đó nha. Dạ. Cái sao gì? Vậy? Sao ủa, tự nhiên gì á? Ủa, sao vậy? Dạ. Sao níu kéo nhau vậy? Có gì đâu, đồng nghiệp mà chú. Đồng nghiệp mà níu kéo nhau vậy hả? Đồng nghiệp thôi mà, đâu có gì đâu chú. Có ai nói gì đâu. Tôi hỏi sao níu kéo, đâu cần giải thích sâu xa dữ vậy. Thôi tôi hiểu mà, trời ơi 22 tuổi rồi, có quyền níu kéo nhau chứ. Chào tôi nha. Dạ. Chú. Gì? Chú nói gì vậy? Người ta gửi gắm không được hả? Sao lúc đầu mới vô công ty tôi gửi gắm không nói giờ... Tìm cô gái khác mà tỏ tình đi. Suốt ngày cứ làm ba cái trò này với tôi hoài vậy. Sao em cứ từ chối tình cảm của anh hoài vậy? Không lẽ em có người yêu hả? Phải. Thiệt hả? Ờ. Ai? Đây. Đây là người yêu của tôi, chú Tùng. Anh Tùng. Anh Tùng.
Nghe tôi nói nè, Thắng, Thắng lại đi Thắng. Con quá đáng lắm luôn. Con đùa giỡn tình cảm của người ta, không thích thì nói với người ta từ đầu đi. Con có đùa giỡn đâu. Không đùa giỡn hả? Vậy tại sao lôi tôi vô? Nói tôi là người yêu hả? Nhìn tôi nè. Dạ. Xích lại đây. Con có ý gì với chú hả?